nghiên cứu mình cảm thấy rất là hay và mình cũng mong muốn là chia sẻ với tất cả các bạn. Theo nghiên cứu của Harvard năm 1979 đến năm 1989, đối với sinh viên tốt nghiệp MBA với một câu hỏi: bạn có viết xuống mục tiêu của mình? Thì theo khảo sát cho thấy thì có 3% là viết xuống, 13% thì có mục tiêu trong đầu nhưng lại không viết xuống, và 84% còn lại thì không có mục tiêu. Và 10 năm sau đó họ khảo sát lại thì 13% những người có mục tiêu nhưng không viết xuống thì có thu nhập trung bình gấp đôi so với nhóm 84%, và nhóm 3% thì có thu nhập gấp 10 lần so với tổng hai nhóm còn lại. Tại sao thế nhỉ? Vì mục tiêu mang đến cho bạn một ý thức về phương hướng. Khi càng rõ ràng về các mục tiêu thì tiềm năng của bạn sẽ càng phát huy tốt hơn. Và một trong những quy tắc thành công là như thế này: không quan trọng là bạn đến từ đâu, quan trọng là nơi bạn muốn đến. Những người thành công nghĩ về những gì họ muốn và làm thế nào để đạt được những cái mục tiêu đó. Còn những người không thành công thì nghĩ và nói về những vấn đề mà họ lo lắng.